Vâng, chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhá. Vâng, thì tôi trân trọng giới thiệu quý vị, bây giờ là 4 giờ chiều ngày 17 tháng 11 năm 2019 và người tôi đang có mặt tại khu Kim Đức và Việt Trì, thành phố Việt Trì, để bàn giao cho nhà anh Quý Thanh một bộ bàn ghế Tần Thủy Hòa chất liệu gỗ hương đá. Và đây trên ảnh quý vị là toàn bộ ngôi nhà của nhà anh vừa mới hoàn thiện xong rồi, khoảng với chúng tôi đang xem tôi đây đang vào để bàn giao cho anh một bộ bàn ghế phòng khách. Và ngôi nhà rất đẹp, rất chi đẹp. Và đây chắc là mình quý vị, đây là anh chủ nhà anh Quý đây. Đây, và đây là phòng khách nhà anh rất rộng. Và đây tôi rồi bàn giao cho anh bộ là cột 12-6 món bằng chất liệu hương đá. Đây, đây quý vị anh là anh Quý Thanh nghệ chủ nhà. Vâng, bộ sản phẩm này giới thiệu quý vị là chất liệu gỗ hương đá nhá, hàng VIP của chúng tôi nhá, khuôn tranh nhà dày 3 phân, ván 1,5 phân và cột liền. Chúng tôi chọn gỗ vân rất đều, có kích thước cái đoạn dài là 2m4 và bàn là rộng 75, dài 1,5 m. Và đấy, vân heo rất là đẹp, còn bíp rồi. Có nhu cầu sử dụng bộ ghế chất lượng như của nhà anh Dũng Thanh ở Kim Đức Việt Trì này, xin liên hệ với cơ sở gỗ Đồ Gỗ Tùng Tám nha. Còn cơ sở tôi nằm tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đây là khác với các bộ ghế khác ngoài kia anh ạ. Đây là cột đèn nó hàng dày, ván nó dày, nó không như cái nó ngoài kia đâu. Ngoài kia nó tùy mình thích choi choi, thường thường là không choi làm sao. Ừ, đa số là nó người sao là dối trơn họ. Đa số là không sò. Không, nếu soi thì soi tết. Soi thì soi tết cả đúa cả giấy tết. Rồi. Xin chào tạm biệt quý vị nha. Gặp lại quý vị clip sau nha.